Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay cảnh một người đàn ông đánh một cô bé khi bé này đẩy ngã con anh ta xuống đường khi đi xe đạp, khiến nhiều người phẫn nộ. Mở đầu đoạn video là cảnh một nhóm trẻ nhỏ chơi xe đạp trong khu dân cư. Tuy nhiên, khi một nhóm trẻ nhỏ đi xe đạp tới, thì một cô bé khoảng 6-7 tuổi, mặc áo trắng, đi xe đạp màu cam, bị bạn chặn lại vừa cố tình đẩy ngã xuống đường. Cậu này lập tức đứng dậy đánh trả, thì tiếp tục bị bạn đánh. Thế vậy, một người đàn ông được cho là bố của cậu bé đi xe đạp bị đẩy ngã, vội vàng lao tới, vung tay đấm thẳng vào đầu cậu bạn của con trai dằn mặt. Cú đấm mạnh đến nỗi khiến cậu bé loạng choạng ngã xuống xe đạp. Sau đó ông bố dựng xe cho con trai đi tiếp. Hành động của người đàn ông sau khi được đăng tải đã khiến mạng xã hội xôn xao với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cậu bé đẩy ngã bạn là sai, đáng bị phạt. Tuy nhiên số khác lại cho rằng người đàn ông kia đã quá thô bạo, bên con thiếu văn minh. Còn ý kiến đưa ra của bạn là gì? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!